Thôi đi chuyến này đi về đâu để không lạc nhau trên đời. Thì chúng ta muốn ta vẫn luôn là ta dù xa nơi chân trời. Lặn danh ở bên ngoài kia làm ta đào điên không nên đời. Bởi vì cuộc đời chẳng như là mơ. Đừng để tôi tự do mãi mãi như thằng anh trai. Cái ghế chơi đồ bên trong. Bông bông nước mặt nước xuống. Và nó đã cháy thành trong. Nhìn vào tôi anh thấy nét vẻ nguệt ngoạc của nước trong thơ. Như là mình cho nó chơi trong quang. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon, phiêu cùng rap Việt. Tự tin không vậy? Cho lại cho chị một chùm ảnh với em. Em có thể làm máy sắc thái luôn đi. Mấy nghe đo tử mà. Ba, tám, một, hai, bốn. Sau khi mở cửa vào nhà, nụ cười những thứ cuộc đời muốn lại khiến nước mắt anh trào ra. Kim ngân đồng hồ vào ba, suy nghĩ của anh lại ra bẫy. Để vương tôi chiếc áo giả, sao cuộc đời lại đối xử tao như vậy? Tôi chỉ là cánh cửa và ngày hôm đó bị anh đào thảo nhói. Anh có được nhiều tiếng lòng nhưng không biết cách để làm sao nói. Trong những sự ốt ức nằm sau một nụ cười khiến khổ thủ. Nụ cười vẫn ở trên môi nhưng niềm vui ta mất quyền sở hữu. Nghe và nhìn bằng mắt và tai người khác nên chút khổ. Là một người đàn ông là một tấm gương để chứng minh họ mãi mãi không được khóc. Và người ta nói vậy thì bị cười nhưng tâm không vui nhưng đó có phải là tốt tập. Thôi đi chuyến này đi về đâu để con lạc nhau trên đời. Ta muốn ta vẫn luôn là ta dù xa nơi chân trời. Lặn danh ở bên ngoài kia làm ta đào điên không nên lời. Bởi vì cuộc đời chẳng như là mơ. Vì xã hội ngoài kia chỉ trân trọng ta khi có tiền xe. Nhà ta sống theo cách họ muốn thì tâm hồn trôi lên đến những kẻ. Ở bên ngoài cánh cửa ta sợ họ đánh giá ta. Nhưng mà ở bên trong cánh cửa thì chính ta lại đánh giá ta. Và ông bác sĩ cứ thế và không thể hiểu tôi. Tại sao tôi nói về tình trạng của mình thì trên nét mặt ông lại miễu môi. Những cái đau đầu, những cái mất ngủ. Tôi chỉ muốn dừng sự tra tấn này lại. Mình là vợ con cũng đừng để tôi tự do mãi mãi những ta ngày dài. Bắt lấy cái ghế trên đời mình vẫn bong bong nước mắt đã cháy thành trong. Nhìn vào tôi anh thấy nét vẻ nguệt ngoạc của đứa con thơ. Như là bên giờ này cứ chụp má. Không phải tôi theo căn bệnh trong cả ngày đẩy họ đi ra xa. Ưu mặt sâu trong cơ thể và đến lúc tắm trôi ra hoa. Thế nhìn này ta như cái gai là bên trong khói mắt. Nỗi lòng ta cứ chạy như như hình sao vui đến chua. Ai có mong cầu bình yên mà lại đi nét tránh đau khổ. Ta không thể có được cầu vồng nếu cơn mưa còn tranh nhau đổ. Nằm nhập vào giấc mơ và tôi đã nói với anh như thế. Em về gia đình bản thân mình dù xã hội coi như bạn như ghé. Vì con người thích vui chung như kẻ sách bụi hay đồng hạnh phúc. Có khi là ăn thấy ngon mà không quan tâm. Và đến chuyến này đi về đâu để con lạc nhau trên đời. Để chúng ta mừng ta vẫn luôn là ta dù xa nơi chân trời. Làn danh ở bên ngoài kia làm ta đào điên không nên lời. Bởi vì cuộc đời chẳng như là mơ. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Điên quá. Eo anh Biển xích đạo ơi, anh Biển. Sao ạ? Để không biết mà anh ta bỏ hạ xuống. Sau khi mở cửa vào nhà, được cười những thứ cuộc đời muốn lại khiến nước mắt anh trào ra. Kim nhắn đồng hồ vào ba, suy nghĩ của anh lại ra bẫy. Ném vào tôi chiếc áo giả, sao cuộc đời lại đối xử tao như vậy? Tôi chính là cánh cửa và ngày hôm đó bị anh đặt tao nói. Anh có được nhiều tiếng lòng nhưng không biết cách để làm sao nói. Trong ngày sự út ức nằm sau một nụ cười kích cỡ cũ. Nụ cười vẫn ở trên môi nhưng niềm vui ta mất quyền sở hữu. Nghe và nhìn bằng mắt và tai người khác nên chút khổ. Là một người đàn ông là một tấm gương để chứng minh họ mãi mãi không được khóc. Và người ta nói một nụ cười thì lại mang 10 thang thuốc bổ. Vậy thì miệng cười nhưng tâm không vui, điều đó có phải là thuốc độc?
hỏi ngoài kia chỉ trân trọng ta khi có tiền xe nhà ta sống. Khác thì tâm hồn trôi lên đến như ghe phà. Ở bên ngoài cánh cửa ta sợ họ đánh giá ta, nhưng mà ở bên trong cánh cửa thì chính ta lại đánh giá ta. Ông bác sĩ cường thế mà không thể hiểu tôi, tại sao tôi đến về tình trạng của mình thì trên nét mặt ông lại biểu môi. Chỉ có đau đầu, chỉ có mất ngủ, tôi chỉ muốn dừng sự tra tấn này lại. Đừng để tôi tự do mãi mãi với thằng anh trai. Cái ghế chơi đồ bên trong, vòng vòng nước mắt rớt xuống và nó đã chảy thành trong. Nhìn vào tôi anh thấy nét vẻ nguệt ngoạc của đứa con thơ. Như là mình cho nó cứ chung phân. Không phải tôi cho rằng bệnh trầm cảm đời chạy họ đi ra xa. Ước mặt sâu trong cơ thể và đến lúc cần trời ra hoa. Thế nhưng đừng xa những cái gai nằm ở bên trong khói mắt. Nói lòng ta cứ chạy như thế xong cứ dính trọng. Hãy có một cầu bình yên mà lại đi nét trên đau khổ. Ta không thể có được cầu vòng nếu cơn mưa không tránh dâu đổ. Thâm nhập vào giấc mơ và tôi đã nói với anh như thế. Hay với gia đình bản thân mình dù xã hội coi như bạn như ghế. Thì con người thích vô trường như kẻ xách bụi hay đóng hạnh phúc. Có khi là ăn thấy ngon mà không quan tâm là bụi hay không. Và để cho anh đi về đâu để con làm nhau ở trên đời. Để cho ta muốn ta vẫn luôn là ta dù xa nơi chân trời. Làn xanh ở bên ngoài kia không nên lời. Bởi vì cuộc đời chẳng như là mơ. Con rốt em hát luôn đi. Dạ. Chắc làm playback cho nó dày dày lên tí. Dạ, ok. Bây giờ mấy cái đoạn phiêu phiêu của như là mơ. Cái đoạn đấy vuốt lại thì cho đẹp đi. Dạ, ok. Vuốt nốt thì cho đẹp, cho đỡ khô. Ok rồi đấy. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ 7 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa nào ơi, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không còn nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó sẽ đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.